Ok, mình đã quay lại luôn, mình chơi, người ta đi tiếp. Thì nó cho ra mình một cái nhiệm vụ. Có một đứa con gái ở trên mái. Hình như cái này là không phải che đâu mà đứa khác. Nhưng mà mấy anh thầm yêu trộm nớ nhớ. Nhưng bây giờ chúng ta thì đi chơi với che. Và hình như là thứ hai, thứ tư. Hay là một quét. I don't know, you are coming up, so it 50 people, you are a second year. I'm the OG, là tên là OG. Mấy anh da đen là nó hay đố mình mấy câu hỏi là. I accept your challenge. Look like your spirit is willing, let's see if you mind can vibe with this. Này nó ném, nó vứt hai thứ ở trong cái into two distant category. Red group A, gray group B. Why? Put it down for group A. Orange have a group B tattoo. What the F, eh? Green E, green A for CZ. Pink E, group B, have infinity. So which group does the black belong to? A, B, hula. Ôi dồi ôi. Cái này là cái gì đây? Các bạn đợi mình. Ôi, thế là mình không rõ là cái này nó như nào, nhưng mà cái câu trả lời nó là group A. They are the top flag color. Màu của cờ này. Nè, mình không thực sự mình quan trọng này. Nó sẽ cho mình ba cái chết kỳ là lợi. Thế là hình như là chúng ta sẽ quay lại, chúng ta giải quyết một số cái quét của nó ấy. Và hình như là mình trả lời sai cũng chẳng sao này. Thì nó sẽ cho mình chơi quả trả lời lại này. Nên là nó cho mình ba cái chết kỳ là rất là ngon. Sau vào cái dungeon là mình mở luôn đấy, không phải quay số trúng thưởng ấy. Còn đây là gì này? We are in the same club. I will ask my boss for some time. Let's go somewhere in during Golden Week. Còn đây là nó bọn chuẩn bị ra trường rồi. Cái này là cái đứa con gái mà cái thằng kia nó muốn hỏi này, trong lớp của mình. Nên là chúng ta phải quay lại hàng ngày để chúng ta hỏi nó cái lý do. Nên là hôm nay là chỉ hỏi được một cái lý do này. Hỏi được một câu này. Weather forecast này là ba ngày tới sắp đều mưa hết à. Thứ tư, thứ năm và thứ sáu ấy. Hơi chán nhưng mà không sao. Con này ngồi cái con mèo này. Yo. Yeah, definitely. Đi chơi với chị. Chia chan. Look like a good spot. Mày nó sẽ tập vào công phu ở đây rồi. I need to hone my kicking skill. Tôi sẽ tập đá đây. Thế là để chúng ta để mà tớ có thể chuẩn bị trong mấy trận chiến ấy. Tớ hay tập đá ở nhà nhưng mà bố mẹ là hay phàn nàn bị phải kiểu đục thủng cái tường. Đá xuyên cái tường bằng giấy ấy. Now it's time for the training. For what? Right. You look happy. I am cool with it. Alright. Có chia này nó nói chuyện cũng dễ. I feel pathetic now that another me make me feel like I'm gonna work harder. Alright. Let's do that. Đây là chỉ cái rank đầu tiên của Chie này. Là sẽ dành thời gian chúng ta đi training riêng với em ấy.
Đây là mấy, nói chung là mấy cái rank đầu của mấy nhân vật này rất là quan trọng ấy, nó buff cho mình rất là nhiều cái. Nó buff thêm cái kỹ năng Rebellion, tăng cái kiểu cái critical ray. Em này tập đá, chả biết là tập đáo, đáo không khí ấy, đáo răng này. Welcome home. Welcome home. Shut up kid. Em này xuống em ngồi à. Xem này, này có gì. Ôi, mình lại không làm à. Why me so? Why me so, nhưng mà cái này là nó là kiểu hồi xưa là red me so. They eat packet of red meat so very far apart in expiration date. Chúng ta có lựa chọn là ăn hay không. Thì mình ra ngoài chơi nhỉ. Hay mình đi ăn mì con mẹ đấy nhỉ. Chúng ta sẽ ra cái chỗ Riverbank này. Oh no, bấm nhầm rồi. Là trông kinh. Shopping district, à, nó phải load cả cái shopping district này cho nó cho mình này. À, buổi tối nó mở này ngon. Thế này ông đang bán đi. Ok, anh tập trung công việc và quên hết cả thời gian. Thế là chúng ta có thể mua được cái giảm giá khi mà buổi tối thỉnh thoảng này. Giờ thì mình mua mẹ đấy. Này giảm được rất là nhiều luôn này. Mình mua thêm một cái accessory nhỉ. Bingo này. Feng Shui phong thủy này. Tăng strength này. Thực ra cũng không tăng nhiều lắm nhé. Oh, buy weapon for Chie. Chie là đúng một cái giày mới này. Cái giày này là giày xịn nhất này. Không có gì lắm đi. Nói chung là ba rất tốt nhưng mà em mua hết đồ của ba. Hay là mình đi ăn mì nhỉ? Hình như trời mưa là nó búp cái chỉ số ấy. Buổi tối là nó búp cái chỉ số ăn mì. Ừ. Tối nên là hết à? Ăn nhiều rồi hết cả mì. Khả năng mình có thể mình tăng cái sự can đảm. Ơ lão này suốt ngày lão lòng vòng này. Lại dọa mẹ bố đấy. Dọa. Bác cứ dọa cháu ấy. Bác cứ dọa cháu sợ. Cho mình trả lên phòng này. Nói chung là học thì lúc nào cũng được ấy. Không phải tệ một tí nào. Khả năng mình sẽ học đi nhỉ. Mình để thời gian này. Bởi vì nếu mà thi thì thằng nào chúng sẽ học. Nói chung là học là một phần của cái trò này. Búp thêm pha nữa. Chúng ta có để informant. Đây là cái rank số 2 của cái chuyện này. Rất là đáng tiếc là mấy cái ngày này nó mưa liên tục luôn. Không đi chơi chứ này. Hôm nay là ngày nghỉ à? À, thì vẫn đi học nhé. Để mình xuống thôi. Hôm nay là mấy cái hoạt động thể thao là nó giải tán hết. Hôm nay là thứ tư à? Thứ tư cũng không có. Cái này là nó không bảo cho mình ấy, mình phải đi lên xem cái con kia nó có ấy không. Xem con kia nó đứng đấy, mình hỏi thêm. Chúng ta phải hỏi là 3 lần nữa. Và chúng ta sẽ quay lại đây nhiều lần để chúng ta xem được cái thay cái mấy câu đố thằng này ấy. Không ai thật này, nó chỉ đứng nghe nó ấy. Nó cho mình cái dự báo thời tiết. Ngày thứ bảy là sẽ là mưa, nắng đấy. Và theo đúng lịch trình là như cái hạn cuối là nó sẽ là cái Sunday là cái hạn cuối cùng. Thứ hai, thứ tư. Thứ thao. Ôi giời, bạn lại bấm nhầm mẹ thế chứ. Lại chạy lại đây, lại lốt lại.
go to the town. Central shopping district. Lúc mà mưa là không có tí nhạc nào luôn. Hình như là mình có thể mình đi ăn mì đây này. You can work at the daycare after the Monday, Friday, Saturday. Và cái ngày mưa là nó như cản đường rất là lớn, là chúng ta không làm được nhiều cái. Anh này là chị bán xăng này. Nói về cái Midnight Channel này. Nó nói lại mình cái sách này. Nói như là tháng sau sẽ có một cái nhập khách mới này. Đúng là không có gì để làm rồi đấy. Mưa, trời mưa. Mình chỉ đi ăn mì thôi. Mình có thể nhận công việc là gì? Translator. Ta cần cái sự hiểu biết. Xong rồi, perfect for raising expression. Này, chúng ta thể ngồi phiên dịch này, có rất là nhiều việc, nhận được rất là nhiều việc chúng ta làm ở nhà này. Origami crane. Cái này nó vẫn cần cái diligence này. Ta chưa đủ cái diligence này. Mình nghĩ là mình có thể mình đi nhé. If you finish the queen tea then bowl it free. Cái là 3.000 yên này. Nghe nó giống như kiểu cái thử thách burger ở trong bản 5 ấy. Là chúng ta sẽ ăn thi ăn này, mất 3.000 thi ăn, nhưng mà đồng thời là nó sẽ boost cho mình một số cái chỉ số nhất định ấy. Nhưng mà cái đắt nhỉ, 3.000 yên luôn. Rainy day challenge. Và bạn cảm thấy là cái bát này là một cái portal to the mid dimension. Quá nhiều thịt. Chúng ta sẽ được cái understanding này. Học cho limit này. Phải hiểu rõ được cái gì nhỉ? Cái giới hạn của bản thân. Cần có kiến thức để có thể kiểm soát được cái tốc độ ăn. Cần phải có cái sự dũng cảm để có thể là dũng cảm nhìn thấy một đống thịt này. Và cần sự chăm chỉ để có thể vượt qua được cái thử thách này. Nên là cái move rất là nhiều cái chỉ số này. Đây là mình không hoàn thiện là mình sẽ mất 3.000 này. And your personality grows tremendously. Kiến thức tăng này, courage tăng này, diligence này, tăng 3 phát à. Nên là chúng ta sẽ mất 3.000 yên, nó rất là đắt luôn. Và đồng thời là nó sẽ tăng boost cho mình 3 chỉ số. Welcome home. Em này lại welcome home. Hình như là mai cũng mưa nhỉ? Mai là thứ 5 à? Bây giờ cái vấn đề là mình không có đủ tiền để mình ăn mì. Mưa liên tục thì mới chán. Chắc là mình phải đi làm thêm này, để kiếm tiền này. Không có tiền mà ăn mì. Mẹ đốt phát 3.000 yên. Chúng ta có thể translate cái này là nó sẽ... Bạn gặp là có nhiều khó khăn này. Để diễn tả một cái từ ngữ cho cái... tiếng Anh à? Kiểu cái ngôn ngữ nước ngoài. Read the passive key. You have reached your set goal. 1.500 yên không tệ lắm. Mẹ mưa nhiệt tình. Mưa nhiệt tình nắng phát rồi lại có sương mù. Yo! Yo! You can tell me if you are able to come home again. Chú đấy, đúng rồi. Nên là cái ngày mà mưa này là cái ngày gọi là cái time limit của cái chapter này. It's time to you, Chie. One animal, thingy. Cái candy sườn. Chie-chan.
Nên là cái trò này là có hình như mình nhớ là có 3 đến 4 nhân vật là nữ nha. Nói chung là cái gái của trò này rất là đều luôn đấy. Nên là mình thực sự là mình không biết là chọn được cái nhân vật nào mà hay nhất trong cái trò này. Rất là khó, bởi vì ở ở cái trò này cái gái kiểu cái nhân vật nữ nó rất là đều, rất là hay ấy. Còn cái bản nào nó cũng hay, nhưng mà mình cảm thấy là nó kiểu kiểu là cái opportunity ấy, cơ hội cho mấy cái nhân vật nữ là nó không được đều như cái bản này. Bản nam này, à đó bản 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 à, bản 4 ấy. Nên là mình đi xuống mấy cái phòng này. Bây giờ là cũng muốn đi ăn mì nhưng mà không có tiền thì sao mà đi ăn. Mình à, đi ra cái chỗ đi ra phòng giám hiệu này. Em hỏi mấy cái lớp. Hỏi lại xem cái lớp văn hóa cái là nó thứ mấy nhá. Thầy lại làm khó em. The Culture Club on the ground floor. À, cái này là bên Practice Building này. The Culture Meet Monday, Tuesday and thứ hai, thứ ba và thứ năm à. Nó nói chung ngày với cả bọn lớp kia à? Lớp 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 thể dục à? À phiền nha. Monday, Tuesday. Nhưng mà cái bọn này là nó học ở trong nhà ấy. Monday. Monday, Friday à? Monday, Thursday, thứ hai, thứ năm, thứ bảy à? Vừa nói rồi quên mẹ rồi. Pretty amazing. Chúng ta sẽ qua cái chỗ Practice Building này. Như là tầng đầu tiên này. Nên là kể cả những ngày mưa là chúng ta có một số lựa chọn là những cái hoạt động trong nhà ấy. Hình như là đây là chả có music room này. Xem ngồi tua rồi còn gì hết. Lớp này lớp nhạc. Yasogami High Music. Nên là sẽ là một cái em kiểu như em nhỏ. Để chúng ta sẽ được giao lưu với em nhỏ này. Em kiểu em còi xương. Hình như là may vá. Sewing room này. OEC này. Science lab. Chỉ có lớp này thôi. Có meeting room này. À này, lớp này là lớp học diễn ấy. Đây nó gọi là drama school này. À đâu, cái này là drama club này. Hasogami. Và lớp này là chúng ta sẽ được giao lưu với cái em trông cao cao này. Là gì? Chắc là mình sẽ tham dự cái lớp học diễn diễn xuất này. Nhìn em này có vẻ ngon hơn em luôn luôn. Người mặt hơi dài một tí, ít ra nó còn đỡ hơn. Chung là cái lớp này là ngon đấy, mà trong này mình cũng tham dự luôn. Hình như hôm nay là cái lớp này luôn này. Bởi vì trên thực tế hôm nay cũng chẳng có gì phải làm, mưa ấy, chẳng chẳng có gì để làm ấy. Yasogami High Drama School. The Six Six Seat Seat Ship Six. Yeah, học diễn ấy. A new guy. You are borrowed from the second year. The chance for student. As a club president, Nagai. Thằng này là lớp trưởng ở đây. I'm Yumi Ozawa. Còn này là Zumi Ozawa. Nghe Ozawa nghe nghe kiểu kiểu quen quen. I'm the second year. Con này là nó cũng năm thứ hai. Okay, có vẻ chị muốn cưa ta thằng người mới. Let's continue practicing. So we just change it after you catch up. Monday, Tuesday, à đây, thứ hai, thứ ba, thứ năm, và thứ bảy. Thứ bảy là lớp kia. But the more you change, the better you get, right?
to express yourself. Cái này là nó sẽ tăng cái expression này, này. Sự diễn đạt này. Cái là mitan này. Don't call mitan in front of everyone. Kinh lấy nhá. À, hai, kiểu hai anh chị này lại có gặp nhau. Hài. Handsome cool, kinh lấy nhá. Mọi người nào đến đây nó chỉ được gặp với nhau. Là xấu hổ. Đây là muốn put the EA say A. Em không biết là cái này nó có ảnh hưởng gì. Con này như kiểu lồng tiếng con A này trong cái bản nào. What the? À, chăm chỉ và không để ý. Ok, madam. I want to kid. Quit. Ok. The fate must be brought in here. Let's do the best with what we have. Con này là Oji Ozawa đi. Zumi. Zumi Ogawa. Ozawa. Con này là cái Akana của nó là cái sun. Thì nó tương tự như con học nhạc hay là nó cũng là cái Akana, nó là cái The Sun này. Have you ever gone to see play of the musical being performed? Thời này là vẫn còn kiểu cho mượn DVD với cho nhau ấy. Kiểu internet là vẫn chưa có gì. Kiểu internet hồi này vẫn cùi mà. Nên là kiểu hay có chiều mượn DVD với nhau. Xem nó kiểu không phải lên YouTube xem ấy. Mình không biết là mình có nên đi ăn ở ngoài quán lắm nhỉ. Go outside. Nên là ở game cộng là chúng ta giải quyết được rất là nhiều cái, là chúng ta có nhiều tiền này. Và không hoàn toàn không phải lo về bất kỳ một cái năm trong một trong năm kỹ năng ấy. Mà là cả năm kỹ năng. Nên là mình không biết là mình còn nên chơi lại cả cái game này ở game cộng rồi. Chúng là cũng có nhiều cái rất là hay ấy nhỉ. Còn cái bản Royal ấy thì mình chơi thì mình có hoàn thành được tất cả mọi thứ trong cái lần đầu tiên chơi mà. Nên là chúng ta không việc gì phải chơi game cộng. Mình vẫn chơi game cộng để mình đánh một số con Super Boss này nữa. Bản này có vẻ như là chúng ta có được cái nhiều cái động lực để chúng ta chơi game cộng rồi. Lên phòng làm những việc gì chúng ta vẫn đang làm. Ta tăng phải tăng cái lòng dũng cảm ra. Ta see beneath your walking. Tăng cái diligence là làm cái. It seems that you play with increased actual diligence improve. Mình phải tăng cái expression ở đây nhỉ. Hoặc là mình có thể học. Học này. Học rất là chăm chỉ. Buộc thêm pha nữa. Ô, chỉ thế thôi á? Đây là Friday. Thứ sáu này. Vẫn là trời mưa. It's so day you have the day off. So rather nghỉ. Cái giờ lắm này là mưa này, rất ít cái lựa chọn để làm gì. Mai là trời nắng đấy, mai là con kia nó sẽ quay lại. Học nhiều cái mũ cả đầu. Khổ thân em nhỉ, em này xem cái Featherman này. Xong em siêu nhân này. I can watch the TV. Nhà này xong rồi xem TV. If you leave, you cannot return until evening. Ok, đi ra ngoài. Anh là con người sống ở ngoài, anh có thích ở nhà. Mà là cùng lắm là mình có thể mình đi ăn mì nhỉ.
ra chỗ Junet Department Store rồi này. Gì hết à? Mà này bà vẫn bán cái hạt giống á. Wow, you have to. Em mất bao tiền? Daiko. Cái này bao tiền? Bà này là hàng xóm mình à? Chị rất là quan tâm. Nghe cái theme của cái chỗ Junet này nghe ảo nhỉ? Oh, it's raining. It's raining. Confirm the situation. Mình nhớ là lần đầu tiên mình chơi, bình thường mình chơi phải mất 3 lần nữa. I want to go back to the town. Hoặc là chúng ta có thể enter TV đi luyện tiếp, luyện công tiếp. Chắc là không nhất là send to this. Hoặc là mình sẽ đốt thêm tiền để ăn mì nữa. Thử thách ăn mì. Những ngày mưa là đi ăn mì tốt này. Nó hơi tốn kém một tí nha, về sao tiền, cái tiền này nó chỉ là tiền nhỏ, không quan trọng ấy. Tiền là gọi là đúng là nó chỉ là tiền lẻ. Nên lại đứng đây. Shut up. It's not nice. Mất 3.000 đi toàn. Anh lại thử tách tiếp. Ăn mãi vẫn chưa thấy cơm nào, toàn thịt. Okay, nó lại lặp lại những cái này. Kể cả không hoàn thiện thì là không ăn hết là vẫn được búp. 1, 2, 3. Mất 3.000 yên rất là tốn luôn đấy. Trong thời điểm mà mấy chapter đầu là rất là tốn kém. Weekend rainfall, clear skies seem unlikely in the area. A thick fog is expected to set in tonight and remain until tomorrow morning, with heaviest concentration in the Inaba area. Inaba. Anyone planning to go out tonight should take care. Now for our hourly weather breakdown. Okay, dự đoán fog, từng huh? giờ nữa. There's been a lot of that lately. Hopefully it's not a sign of more trouble. What did I say about changing the channel without asking? Bố nói như nào việc mà chuyển kênh mà không hỏi. Have a great day, even during Golden Week, at your local Junes. Local Junes. Come see for yourself and get in touch with our products. Đây là Junes nào đang có cái quảng cáo ở cái kỳ nghỉ nó bên Nhật là nó Golden Week. Every day's great at your Junes. Lại hát nhé. Every day's great. Your Junes. Dad, they're going to be open during Golden Week. I heard. Do you want to go somewhere during the long holiday? We can go somewhere? How about it? I got any plans yet? No plan. Then let's all go somewhere together. Junes. Hmm. Sure you want to go to Junes? We can go there anytime. Đi đấy lúc nào cũng được mà, lúc nào cũng có vẻ sướng. Come on, girl, time for bed. It's late. Nên là con này rất là yêu nhỉ. Alright. Nanako. Every day is great at your Junes. Nanako seem very excited about family time. Em này nó rất là phấn khích cho cái cuộc đi chơi sắp tới. Hình như là vào thứ bảy chủ nhật này phải không nhỉ? So set up 35 to go somewhere that is so close. I'm not going to 40 but if you don't have any plan, try to keep in mind. Okay. Ông này rất lịch sự, ông này bảo là nếu mà cháu không có lịch trình gì hãy đi cùng cậu ấy với à. Ok, mình quay lại mình chơi sớm ấy. Nên nếu các bạn chưa đăng ký, hãy đăng ký và mình đang chơi cho Persona 5 Royal nữa. Và nếu các bạn quan tâm đến những cái trò như Persona, các bạn hãy xem qua cái game như kiểu là Tokyo Mirage Section của mình ấy. Thì nó cũng được làm từ bởi Atlus ấy. À, nó có rất là nhiều yếu tố của bản Persona 5 ấy. Cũng là một cái rất là hay để các bạn thêm xem qua trên channel. Ok, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào tập khác trên channel.